Với địa bàn Long Thành tính đến 14 giờ 30 chiều qua, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở đã đạt 96% kế hoạch, trong đó năm xã đã hoàn thành 100%, gồm Bình An, Lộc An, Tam An, Suối Trầu và Bầu Cạn. 10 xã thị trấn còn lại đạt từ 87 đến 99,98%. Trong cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm nay, Long Thành có tổng số 97 ấp khu chia thành 401 địa bàn hộ dân cư và 148 địa bàn đặc thù với hơn 70.000 hộ. Thời tiết nắng nóng gây gắt, một số địa bàn có dân cư sinh sống thưa thớt và chủ hộ vắng nhà là những nguyên nhân gây ảnh hưởng đến tiến độ tổng điều tra. Hiện các xã thị trấn vẫn đang nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành cuộc tổng điều tra đúng thời hạn vào ngày 25 tháng 4.